Kính thưa quý vị thân mến, đúng là yêu nhau thì chẳng quản xa gần, mở cầu không thể vì cũng lần mà xa, yêu như thì chẳng quản lầm than, mây sương không nổi mấy ngàn cũng qua, yêu như chẳng hại đường xa, đá vàng không quyết phòng pha cũng liều. Và để nói về chủ đề tình yêu thì tình yêu là một chủ đề muôn thuở mà có biết bao nhiêu thế hệ nhà văn, nhà thơ đã tốn biết bao công sức và giấy mực để viết về chủ đề tình yêu đó. Và nhà thơ Xuân Diệu của chúng ta có một câu thơ rất hay như thế này: đố ai định nghĩa được chữ yêu, có khó gì đâu một buổi chiều, nó chiếm một hồn ta bằng lãng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu. Và tình yêu của chú rể Văn Lam cùng với cô dâu Thanh Hoan cũng không làm ngoài quy luật ấy. Họ đã cùng chèo lái con thuyền tình của mình, cùng cập bến và cùng chạy trong ngày đại lễ tảnh hôn trong buổi trưa chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay một ngày vô cùng tuyệt vời, thiên thời địa lợi nhân hòa, có nắng có gió có mưa, và tình yêu của em bạn trẻ được xây dựng lên một lâu đài tình ái mang tên ngôi nhà hạnh phúc. Từ sự nhất trí với chính quyền cơ sở địa phương xã Mão Điền, từ sự vun bén tác hợp của hai bên gia đình, từ sự đồng thuận của chú rể Văn Lam cùng với cô dâu Thanh Hoan, và hai họ hai gia đình chúng ta luôn chờ đợi ngày hôm nay, ngày đẹp tháng đẹp giờ đẹp năm đẹp, để cùng long trọng tiến hành tổ chức đại lễ tảnh hôn dành tặng tới chú rể Văn Lam sánh vai cùng với Thanh Hoan. Và ngày hôm nay ngày 24 tháng 3, tức ngày 15 tháng 2 năm Giáp Thìn, hai họ hai gia đình chúng ta cùng long trọng tiến hành tổ chức đại lễ tảnh hôn dành tặng tới chú rể và con dâu. Và tại tư gia họ nhà trai chúng tôi, trên một không gian vô cùng tuyệt vời, ấm áp ngập tràn niềm vui, không để toàn thể quý vị chờ đợi lâu nữa, những làm chương trình chúng tôi xin phép được thay mặt cho ban tổ chức chính thức được trình trọng tuyên bố lễ tảnh hôn của chú rể Văn Lam kết duyên cùng với cô dâu Thanh Hoan. Xin phép nhà trai phấn khởi đón dâu hiền, mà chàng khúc sông đổ dồn về mới bến, anh chàng yêu nàng ai đến chi đây, đến với đây không dây mà buộc, em biết chàng chưa trước mà say, gặp nhau em mời người xây nước xây chầu, ta bắt đầu câu chuyện yêu duyên. Và ngay bây giờ ban tổ chức chúng tôi xin trịnh trọng kính mời lên sân khấu sự hiện diện cao quý của hai bác trưởng đoàn đại diện cho phái đoàn quý tộc đại biểu họ nhà trai và nhà gái, sẽ cùng vui lòng khởi thân bước lên sân khấu để có đôi lời chia sẻ phát biểu và ngọc giao dâu nhận dâu. Xin mời. Và đồng hành cùng với chương trình lễ thành hôn của chú rể Văn Lam sánh duyên cùng với cô dâu Thanh Hoan trong buổi trưa chiều ngày hôm nay là sự diện đồng hành cao quý của hai bác trưởng đoàn đại diện cho phái đoàn đại biểu họ nhà trai và nhà gái, và ekip những làm chương trình chúng tôi hay gọi vui và hai ví hai bác như là hai bộ trưởng bộ ngoại giao của họ. Và trước khi đến ý kiến phát biểu và ngọc trao dâu nhận dâu, xin mời hai bộ trưởng sẽ bước lên một bước xích lại thật gần nhau, có một cái ôm thật chặt, một cái bắt tay để cùng kết chặt tình thông gia giữa hai gia đình. Xin mời một trong các bạn đến cùng chúc mừng cho tình thông gia giữa hai bên gia đình. Kính thưa quý vị thân mến, cây cầu gốc mới lở cảnh xanh lá, nước có nguồn mới bể cả sông sâu, tổ tiên ta nguồn gốc từ đâu, cũng cho ta trước sườn sâu mới có mình, mơ dơ ra như ruộng với bờ, bên mông nhật rể bên trời trong sâu. Chân trọng kính mời hôn trưởng sẽ cùng hướng lên sân khấu để cùng lắng nghe đôi lời phát biểu và ngọn giao dâu của bác trưởng đoàn đại diện họ nhà gái. Trân trọng kính mời bác. Kính thưa trên các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể cô dì chú bác, vợ bạn bè thanh niên nam nữ của hai cháu, trải qua một thời gian dài, hai cháu cháu Nam và cháu Hoan đã tìm hiểu nhau và đồng thời được sự vun đắp của hai gia đình, đặc biệt là hai bố mẹ của hai cháu và bạn bè của hai cháu. Hôm nay gia đình nhà trai có tổ chức lễ thành hôn, gia đình nhà gái chúng tôi, đoàn đại biểu chúng tôi cũng đã đưa cháu Hoan vào tại nhà trai để làm lễ thành hôn.
trong thời gian của cháu và tại nhà trai thì đối với gia đình họ nhà gái chúng tôi cũng từ giờ phút này cũng chính thức là giao cháu Hoan là bà làm dâu con gia đình là ông Giang và họ nhà trai, và đồng thời chúng tôi cũng xin nhận cháu Lan là rể của gia đình ông Hách bà Hạnh và họ nhà gái chúng tôi. Có một đôi lời xin nhắc nhở đối với cháu Hoan là bà nhà chồng thì cháu sẽ hết sức là học tập những cái gia phong lời nhắc của gia đình họ nhà chồng, và cũng mong rằng là đặc biệt là gia đình họ nhà chồng là bố mẹ của cháu Nam và anh chị em của cháu và họ nhà trai sẽ quan tâm chỉ bảo cháu làm sao trong cuộc sống hòa nhập với cuộc sống của gia đình họ nhà trai thật là đầm ấm và vui vẻ. Thì cuối cùng một lần nữa chúng tôi cũng xin kính chúc các cụ, các ông, các bà và toàn thể cô dì chú bác, bạn bè, thanh niên nam nữ của các cháu uống nước và xơi trầu, và cũng xin cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của gia đình họ nhà trai đối với họ nhà gái chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Mọi quý vị dành thời chưa bác trưởng đoàn đại diện họ nhà gái một trong khối thân thật lớn được không? Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, vừa rồi quý vị đã được lắng nghe đôi lời phát biểu và ngọc sao sâu của bác trưởng đoàn đại diện họ nhà gái. Những lời nói của bác ngắn gọn đầy đủ nghĩa xúc thích. Thưa quý vị thân mến, nhà gái thì phát biểu xong rồi, để cho nhà trai cùng muốn đáp lời đôi câu. Và ngay bây giờ trân trọng kính mời hôn trưởng sứ cùng hướng lên sân khấu để cùng lắng nghe đôi lời phát biểu và học đáp từ của bác trưởng đoàn đại diện họ nhà trai. Trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa toàn thể hội hôn, tôi được sự đồng ý của ông Giang bà Thắm và được sự ủy quyền của các cụ, các ông, các bà họ nhà trai chúng tôi. Tôi rất được làm vinh dự làm vị đại diện cho phái đoàn họ nhà trai. Lời đầu tiên, tôi xin gửi tới toàn thể các cụ, các ông, các bà và toàn thể hội hôn một lời kính chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất và lời cảm ơn tới toàn thể các cụ, các ông, các bà và toàn thể hội hôn đã bớt chút thời gian và ngọc tới dự buổi lễ thành hôn của hai cháu ngày hôm nay. Và cũng được xin kính mời các cụ, các ông, các bà và toàn thể hội hôn uống nước xơi trầu dự tiệc ngọt. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, trải qua quá trình tìm hiểu của hai cháu, cháu Lam và cháu Hoan đến đây đã đủ dài. Hai cháu có quen biết nhau, quý mến nhau, yêu thương nhau và có về thưa với mẹ cha để đôi ta được làm con một nhà. Chính vì đó, gia đình ông Giang bà Thắm và gia đình ông Hách bà Hạnh, hai gia đình đã vun vén hạnh phúc cho hai cháu. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, được sự chứng thực về pháp lý của chính quyền địa phương, được sự nhất trí cao của hai bên gia đình, hai họ bốn bên đã chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Vừa qua là bài phát biểu của bác trưởng đoàn đại diện họ nhà gái về trao dâu, tôi hoàn toàn nhất trí và công nhận cháu Hoan từ giờ phút này trở đi sẽ về làm dâu làm con của gia đình ông Giang bà Thắm và sẽ là một thành viên của các cụ, các ông, các bà họ nhà trai chúng tôi. Và sau đây tôi cũng chính thức trao cháu Lam từ giờ phút này trở đi sẽ về làm rể làm con của gia đình ông Hách bà Hạnh và cũng là một thành viên của các cụ, các ông, các bà họ nhà gái. Sau đây tôi cho phép hai cháu, cháu Lam và cháu Hoan được vào thắp hương làm lễ gia tiên. Sau khi thắp hương làm lễ gia tiên xong, hai cháu sẽ quay trở lại. Kính mời nước với các cụ, các ông, các bà và toàn thể hội hôn. Cuối cùng, bác chúc cho hai cháu, cháu Lam và cháu Hoan trăm năm tình miên mãn, bạc đời nghĩa phu thê. Chúc cho gia đình ông Giang bà Thắm, chúc cho gia đình ông Hết bà Hạnh, hai gia đình kết tình thông gia thật là hữu hảo.
Trước khi dừng lời đầu xuân năm mới, xin kính chúc tới toàn thể các cụ, các ông, các bà và toàn thể hội hôn một lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng ạ, quá là hay, quá là tuyệt vời. Có quý vị dành tặng cho hai vị trưởng đoàn của chúng ta một tràng vỗ tay thật lớn đi ạ. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Thưa quý vị thân mến, vừa rồi quý vị đã được lắng nghe đôi lời phát biểu và ngọc trao dâu nhận dâu của hai bác trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình, quan họ nhà trai cùng với quan họ nhà gái. Những lời nói của hai bác vô cùng ngắn gọn, đầy đủ, ý nghĩa xúc tích và tuyệt vời. Và chúc hai bác cùng toàn thể hôn trợ cưới cùng gia đình một năm mới có thật nhiều sức khỏe, gia đình an khang thịnh vượng, luôn luôn thành đạt và thành công. Chúc cho tình yêu của cô dâu sẽ ngày càng thêm thắm lòng. Và ngay bây giờ xin mời hai vị trưởng đoàn sẽ cùng trở về vị trí của mình an toàn xoay chéo nước, và xin mời bác trưởng đoàn đại diện họ nhà trai sẽ cùng thắp cùng cô dâu chú rể vào bên trong nhà thắp hương làm lễ xa tiên. Xin mời. Ở trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với giọng ca của MC Như Quỳnh, có một nhạc phẩm rất là dễ thương với ca khúc mang tựa đề Một Khúc Dân Ca Một Câu Con Họ. Xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức và lắng nghe.
chú rể đang nở nụ cười vô cùng hạnh phúc và tươi thắm trên môi. Và quay trở lại với sân khấu lung linh sắc màu ngay lúc này, nam diễn viên của cặp Tân Lang và Tân Gia Nhân mang tên Văn Lam và Thanh Hoan. Quý vị được một tràng vỗ tay lớn lên cùng chúc mừng nha. Và xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, hoa hết cười gọi ngày vui tới, hoa cũng là ngày cưới của đôi ta. Để cho cánh chim bay khắp dài ngân hà, cho mặt trẻ cùng trở về xây tổ ấm. Vợ chồng thì như thể con tằm, cùng ăn một lá cùng làm một long. Vợ chồng thì như thể con ong, con quấn con quýt con trong con ngoài. Và ngài thưa quý vị thân mến, và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng hướng mắt lên sân khấu để cùng chứng kiến cô dâu của chú rể sẽ trao cho nhau đôi kỳ vật trong ngày cưới. Đúng là nhạc sập sình thì nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uy ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc lễ sinh kết duyên gia đình, cả hai họ đều tươi như hoa. Thật tuyệt vời là bao câu ca một năm lứa và ngọc chúc riêng mình mãi xanh tươi trong cuộc đời. Và xin mời chú rể sẽ bỏ đôi nhẫn của mình ra để trao cho người vợ yêu của mình ạ. Xin mời. Và xin mời hai em sẽ quay mặt vào nhau. Và xin mời cô dâu sẽ bỏ bàn tay thon thả của mình ra để chú rể lồng nhẫn vào ạ. Em hãy đặt tay lên hoa. Trong vòng tay tựa như dáng thiên thần, cùng nhau hát ca đẹp như giấc mơ hồng. Ngày vui hạnh phúc tình yêu lứa đôi mình, cùng năm tháng dài tình ta luôn chị, 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 chị,
thân của hai con ngày hôm nay chính là sự diệt của những đấng sinh thành, những bậc song thân vua mẫu. Đó là công cha thì như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước người người biển đông. Hôm nay lên vợ thành chồng thì không thể thiếu được công ơn của mẹ thầy. Và đứng cạnh chú rể chính là vâng ạ, bố của cô dâu. Và đứng cạnh cô dâu chính là bậc song thân vua mẫu sinh ra chú rể Văn Lam. Quý vị dành tặng cho đại gia đình yêu thương một tràng vỗ tay thật lớn lên cùng chúc mừng nhá. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời cô dâu chú rể sẽ vâng ạ, bước lên một bước lại thật gần dàn tháp ly và khuôn trang diện đầu tiên. Xin mời cảm thấy hai con của mình trong ngày hôm nay rất là tuyệt vời. Xin mời hai em sẽ cùng tay trong tay rút lại lên dàn tháp ly. Không biết tương tề như diều hâu rất nhớ phù đề nhau hát ca đẹp bên nhau mà. Sẽ cùng đón nhận món quà đến từ bố mẹ của chú rể trong ngày vui hôm nay. Đó là công cha thì như núi Thái Sơn, mà nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chị hiếu mới là đạo con.
Và một trong một tất thật lớn dành tặng tới tình cảm của bố mẹ chú rể đi quý vị ơi. Cô nào mà ở hôm qua, anh nào mà xếp như vậy ra. Và sau món quà đến từ bố mẹ, món quà tiếp theo xin mời món quà đến từ bà cô. Vâng, xin mời bà cô. Bà cô sẽ chuẩn bị và chú ruột sẽ chuẩn bị ạ. Xin mời các bà cô ạ. Uống đi nào đi cây hơn đôi tay. Đàm cứu thương ai đó có là đầy. Một chương mất thật lớn dành tặng tới tình cảm của các bà cô đi ạ. Và xin cảm ơn rất nhiều và con xin phép được đón lời cảm ơn của cô dâu chú rể. Cảm ơn các bà cô rất là nhiều và chúc các bà luôn luôn vâng ạ, xinh đẹp, sống vui, sống khỏe, gia đình khang trang và thịnh vượng. Món quà tiếp theo xin mời món quà đến từ chú được. Và xin mời chú của chú rể ạ. Vâng, chú đeo luôn đi chú rể đi ạ. Đeo luôn đúng không ạ? Xin mời chú đeo luôn ạ. Rất là tuyệt vời quý vị đã chứng kiến những tình cảm vô cùng tuyệt vời. Vâng ạ, chú của chú rể đã chào cho vâng ạ. Hai vợ chồng chú rể trong ngày hôm nay. Mời chú bắt thật lớn lên cùng cảm ơn và chúc mừng đi ạ. Vâng ạ, còn hai có quà trao tặng đúng không ạ? Còn hai có quà cho quý vị lên sân khấu đi ạ. Còn hai có quà không ạ? Và thưa quý vị thân mến, trong rất nhiều phần quà dành tặng tới cô dâu chú rể có giá trị về mặt tiền vàng vật chất thì phần quà lớn nhất cô dâu chú rể mong muốn là gì? Các chú bên Hà Nội ạ.